Hôm qua anh có cuộc nói chuyện với khoa học gia thị trinh thì có nói về kinh doanh đó, nói rằng là cái thị trường của tóc ở Mỹ không thôi đó, ước lượng sẽ đạt doanh số là 13 tỷ Mỹ Kim, rất lớn, rất lớn, rất lớn đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng rồi, chúng ta hiểu thôi, mỗi ngày mà chúng ta rờ rờ tóc tóc là chúng ta hiểu tại sao rồi. Nhưng mà trước khi vào chúng ta vào chủ đề thì anh muốn mời chị Thủy Trinh giới thiệu, chào mọi người một tiếng. Chào An, một lần nữa chào tháng tư, những hôm nay là 1 tháng 4 cho nên không phải là ngày cá của tháng tư mà là thật sự rất là vui được hôm nay trên cái buổi live cùng với An để có thể chia sẻ với cả nhà trên Facebook về cái chủ đề về tóc. Bởi vì cái răng, cái tóc là gốc con người và tại sao có tóc thì rất là quan trọng. Thì một số anh chị chưa biết thì Trinh thì mình cũng đi cái thủ tục đầu tiên. Thứ nhất là chào em An, chúc sức khỏe, gia đình bên đó được khỏe mạnh và tất cả các anh chị đang xem chương trình Facebook của thì Trinh và An. Chúc anh chị có một cái sức khỏe tuyệt vời, đặc biệt là trong mùa này thì phải bảo trọng. Một số anh chị chưa biết mình thì mình là học gia thì Trinh Nguyễn, định cư ở nước ngoài hơn 30 năm. Có 16 năm trong ngành lĩnh vực nghiên cứu và bào chế thuốc và phát minh ra những cái thuốc sử dụng trong lâm sàng và đồng tác giả của nhiều ấn phẩm và bằng sáng chế. Mình có 16 năm kinh nghiệm với 3 tập đoàn dược hàng đầu của thế giới, trong đó có hai tập đoàn của Đức và 1 tập đoàn lớn nhất hiện nay là Pfizer. Thì đó là cái hành trình 16 năm mà mình có rất nhiều kiến thức về khoa học. Có thể nói là may mắn là mình gặp được những người thầy, những người dẫn dắt trên cái hành trình của mình trong ngành khoa học. Mình gặp được những người rất là nổi tiếng ở trong ngành. Cho nên nhờ đó mà mình được học hỏi và được theo họ để mà trong 16 năm đó có những cái kiến thức bây giờ dùng dùng lại thì rất là hữu ích. Thứ nhất là để cho bản thân và có thể dùng để chia sẻ giúp cho cộng đồng người Việt Nam của mình nói riêng. Và rất là hân hạnh được hôm nay cùng với An có thể chia sẻ một cái vấn đề về tóc, và hình như là nó là cái vấn đề của mọi người và luôn cả vấn đề của mình. Dạ, chào Chúng ta có khoa học gia thành, chúng ta yên tâm. Anh thì sở trường là kinh doanh, nhưng mà đây đây là một cái lĩnh vực mà anh nghĩ rằng là dù chúng ta ở bất cứ môi trường nào thì chúng ta cũng rất là quan tâm, đúng không ạ? Một lát thì em sẽ có câu hỏi đặc biệt dành cho em, nhưng mà bây giờ câu hỏi trước nhất này, dĩ nhiên là khi mà chúng ta nói về tóc với chị thì đây em thấy là có một câu hỏi căn bản cần phải hỏi trước chứ, có tóc để làm gì chị? Thì có quan trọng đúng tóc không ạ? ok, có tóc để làm gì, để tóc để cho ta nóng Để nó dính tiêu gội đầu vai chải đầu đúng không? cho nên có tóc để miệng ta nóng tóc. Nó đùa chút xíu tại sao ta có tóc thì câu hỏi rất là vui, nhưng mà thật sự là cái răng là cái tóc là gốc của con người, dáng gốc đúng không, và cái ngoại hình của con người chúng ta là cái tóc sinh ra bắt buộc phải có, cho nên chúng ta cần phải có tóc. Và cái câu trên đang nói câu là tại sao chúng ta phải chải tóc, bởi ta còn tóc để chải. Cho nên có nghĩa là cái tóc của chúng ta cũng cần phải chăm sóc hàng ngày. Nhưng cái tóc là nó mang lại cho chúng ta sự tự tin nha, là cái điều kiêu hãnh và sự hãnh diện. Đó là cái điều tự tin nhất của một con người là cái bộ tóc. Cho nên đặc biệt là thì tôi nghĩ là nam và nữ luôn, nhưng mà đặc biệt nó quan trọng hơn nữa là cho phụ nữ rất là nhiều. Cho nên đó là cái ván dấp của con người bắt buộc của chúng ta vóc dáng là mình phải có tóc thôi nha. Thì Yeah. quan trọng là tóc là một phần của sức khỏe nha, tóc cũng thể hiện lên cái sức khỏe của con người nữa. Yes. Tại vì em ở trong nhà em có Kiều và có 3 cháu gái, em nghĩ mà không có tóc thì chắc cũng đỡ hao lắm. Tại vì thấy mỗi lần đi cắt tóc và uốn tóc thì nó rất là hao. Nhưng cho nên là phải đặt câu hỏi chứ có tóc để làm gì? Em thấy là cũng hay về cái việc là về sức khỏe, nhìn vào bộ tóc có biết có thể đoán sức khỏe này. Nhìn tóc em và tóc chị khác nhau đúng không? Biết sức khỏe thế nào liền đúng không? Nhưng mà dĩ nhiên là có những cái tầm quan trọng khác, giống như là diện mạo, rồi nói chung là rất là nhiều lý do. Nhưng mà bây giờ nè, khi mà chúng ta hiểu là tại sao chúng ta có tóc, mỗi người chúng ta có thể giải nghĩa một cách khác nhau, nhưng mà rồi lúc mà sinh ra thì dĩ nhiên là ai cũng có tóc đúng không ạ? Từ già, bất cứ một người ở đâu á, trừ khi một đứa bé bị một cái trường hợp gì rất là đặc biệt thôi, nhưng mà tất cả mọi người đều có tóc. Và tới một cái tuổi nào đó thì ai cũng có tóc rất là sum suê và đen. Rồi tới một lúc nào đó thì bắt đầu nó thưa dần 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 đi. Và một lúc nào đó thì nó thưa luôn. Thì cái câu hỏi em muốn dành cho chị, và đây cũng là một cái câu hỏi để giúp cho mọi người có kiến thức, và bản thân em cũng vậy đó, là khi mà sinh ra có tóc, lớn lên thì cũng có tóc rất là rậm rạp, nhưng mà tới một lúc nào đó bắt đầu mình bị rụng tóc. Vậy thì tại sao, cái nguyên nhân nào dẫn tới cái việc bị rụng tóc?
Ok, để trả lời cái nguyên nhân nào bị rụng tóc thì có thể chúng ta cần phải hiểu là tại sao có tóc là biết rồi, thì chúng ta phải hiểu là tóc nó đến từ đâu và nó như thế nào nữa, đúng không? Tại nó quan trọng cái phần đó rồi chúng ta mới hiểu được cái nguyên nhân đó, cái tức là hiểu được cái nguồn gốc xuất xứ của tóc, chu kỳ của tóc, rồi sau đó là mới biết được nguyên nhân và làm sao để chúng ta có thể làm cho cái chu kỳ nó được tốt hơn. Thì thứ nhất là việc đó là tóc nó định nghĩa theo được vòng đời của người. Cho nên thì dân thường hay có cái câu mà các chị thường nghe là vòng đời, vòng bụng càng lớn thì vòng đời càng nhỏ, có là như những người bị mỡ nội tạng cao đúng không, thì sẽ được vấn đề. Còn giờ tóc thì chị đang suy nghĩ cái slogan cho tóc, đấy là tuổi đời càng nhiều tuổi tóc càng ít. À, nghĩa là khi mà chúng ta dần xong thì cái slogan đúng không, tuổi đời mà càng nhiều là tóc nó sẽ ít lại, là tại sao, là đó là cái chu kỳ của cái quá trình của vòng đời tóc, nó sẽ rụng theo cái vòng đời của mình. Còn trẻ tóc mình rất là nhiều và dày, nhưng mà càng lớn thì nó sẽ thưa dần thưa dần. Thì cứ nhớ lên là tóc nó mọc lên nó có ba cái giai đoạn, là một cái giai đoạn là cái chu kỳ đầu tiên là giai đoạn là tóc để khỏe mạnh, là cái chu kỳ đó là từ 2 cho tới 2 năm cho tới 8 năm là cái chu kỳ đó, và cái chu kỳ đó nó chiếm là khoảng 85 đến 95% ở trong cái giai đoạn của tóc. Cái giai đoạn thứ hai thời điểm đó là một cái giai đoạn nữa, thì chúng ta gọi là giai đoạn nghỉ ngơi của tóc, là trong cái giai đoạn đó là nó chiếm khoảng 1 tới 2% là chờ cho cái quá trình của tóc rụng. Rồi một cái giai đoạn là ở giai đoạn là mọc tóc, nó có ba giai đoạn thì trên lớp là nó làm cho lại cho dễ nữa ha. Chu kỳ đầu tiên là tóc mọc là do gia đình coi khỏe mạnh, là cái thời điểm là thời điểm là có từ 2 cho tới 8 năm. Thời điểm thứ hai là thời điểm trung chuyển, giao chuyển tiếp, thì thời điểm đó là nó sẽ chiếm khoảng 1 tới 2% nha. Rồi thêm một cái giai đoạn nữa là giai đoạn nghỉ ngơi, và giai đoạn nghỉ ngơi thì nó chiếm khoảng từ 5 tới 10%, thì các anh chị lấy con số phần trăm đó ra. Rồi cứ nhớ là trung bình á, là tóc mà chúng ta một tháng là chúng ta sẽ một có khoảng trên tính bằng một năm đi, một năm đó là khoảng 6 inch. Tiếng Việt là tiếng tính inch thì tính ra khoảng 15 cm, là một inch là 2.5 cm. Đúng không? Một inch là 2.5 cm, thì các chị nhân ra thì trung bình là khoảng khoảng 6 inch, là một năm chúng ta sẽ có cái chu kỳ tóc là như vậy. Và cứ nhớ là tóc sẽ mọc rồi sẽ nghỉ ngơi rồi sẽ rụng. Và trung bình là chúng ta trên một cái đầu người có thể lấy ngồi đếm từ có 100 tới 150 ngàn cọng tóc, và mỗi ngày trung bình là chúng ta sẽ rụng khoảng 100 cọng. Và cứ nhớ là chúng ta rụng 100 cọng là sẽ có 100 cọng khác sẽ mọc lại. Đó là cái chu kỳ nó nghỉ ngơi là luôn luôn là như vậy. Những cái tóc mà chúng ta đang có nó gọi là keratin. À, tức là cái protein nó gọi là keratin. Những cái gì chúng ta đang có ngoài đây là tóc chết này, không phải là tóc sống. Nhớ là những gì chúng ta đang có và nó sẽ rụng dần. Cái sống là nằm phía dưới của mình á, ở dưới cái nang lông của mình dưới ra là tóc sống, còn cái này là tất cả những thời gian nó sẽ chết nè, rồi những cái khác nó sẽ mọc ra trên này là tóc chết hết, này là dead dead hair, là tóc đó. Cho nên mình phải hiểu cái nguyên nhân của nó. Và đến vấn đề mà khi nó bị rụng tóc á, thì là có nghĩa là cái số lượng rụng nó sẽ nhiều hơn cái số lượng mọc. Còn một người bình thường là rụng với mọc bắt buộc phải có, cho nên chuyện tóc rụng là bình thường chúng ta sẽ có. Khi còn trẻ thì cái số lượng rụng nó cỡ đó, và cái số lượng mọc nó sẽ phát triển nhanh hơn cái số lượng rụng. Nhưng khi chúng ta càng lớn thì bắt đầu nó quân bình lại, có nghĩa là rụng với mọc nó ngang ngang. Rồi tới một giai đoạn đó thì là mọc nó sẽ chậm dần lại và rụng nó sẽ nhiều hơn. Đó là cái vòng đời của mình, thì nó sẽ theo giống như vậy để mà đi nha. Còn dĩ nhiên theo đó thì mình, đó là chủ đề ta không nói về tóc bạc hôm nay, nhưng mà dĩ nhiên càng lớn thì bắt đầu nó sẽ đưa tới nhiều cái lão hóa và đưa tới lạc. Những người còn trẻ giống như An bị bạc là do gym, thứ nhất. Thứ hai nữa là cái sự suy nghĩ, và mình suy nghĩ nhiều, mình trách nhiệm nhiều, nó cũng sẽ đưa tới vấn đề. Thử một tháng mà stress rồi là lên bạc liền, và mình đã thấy điều đó trong cái cơ thể của mình, đó là chuyện rất bình thường. Stress là do cái công việc, cái công sức, áp lực làm việc của mình, nó sẽ đưa đến vấn đề đó. Thì chúng ta phải hiểu cái nguyên nhân của tóc trước. Rồi đó là cái đầu tiên, mà cái phần đầu của câu hỏi của An. Phần tới thì mình hỏi là tại sao chúng ta rụng tóc, thì mình phải hiểu có ba cái nguyên nhân đưa tới rụng tóc. Rụng tóc về sinh lý nha, là một, tức là sinh lý có nghĩa là cái vòng đời của mình á, là cơ bản. Một cái là rụng tóc về bệnh lý, bệnh lý có nghĩa là từ bên trong những cái nội tiết tố. Một cái nữa là rụng tóc từ bên ngoài là do môi trường. Chứ là có ba cái, sinh lý là bắt được, lớn già giống như chu kỳ thì Trinh đang nói là có rụng tóc nó thuộc về sinh lý. Một cái là bệnh lý là do sử dụng thuốc mình sẽ giải thích sao. Rồi một cái nữa là do môi trường, là cái cách chúng ta sử dụng tóc của mình như thế nào. Rồi bây giờ thì là tại sao chúng ta sẽ rụng tóc, thì mình sẽ nói là nó có những cái như thế này. Thứ nhất là một trong những cái hormone ở trong người thay đổi khác thường, của nam và nữ đều giống nhau hết,
là sẽ thay đổi và đưa tới vấn đề chúng ta bị rụng tóc. Nam sẽ bị rụng tóc nhiều hơn. Nam thường thường sẽ rụng giống như M, giống như An đang có, là hai chỗ này dần dần nó sẽ trống, rồi nó sẽ đi một vòng, nó sẽ rớt. Còn nữ thường thường là cái chốn ở phía sau, ngay chỗ cái xoáy này là nữ sẽ thấy nhiều, và cái đó là cái mà thì Trinh đang cũng bị, là nằm ở chỗ này, nè, là chỗ này. Đó là chúng ta sẽ hormone nó sẽ thay đổi, mình sẽ nói sao về vấn đề đó. Kế nữa là di truyền, là từ trong gen, là cha mẹ sinh ra thì cái phần di truyền là khó nói lắm. Nha. Stress thì Trinh đang nói là stress nè, những cái bệnh mình đang có mình sẽ nói chi tiết không, hay là cái thời kỳ mà chúng ta phụ nữ mang thai, trong thời kỳ mang thai đặc biệt là sau khi sinh là cái số lượng tóc rụng rất nhiều, và chuyện nó cũng rất là bình thường, nhưng mà nếu chúng ta phải biết cải thiện nó càng sớm càng tốt, còn nếu không là chúng ta sẽ mất đi cái lượng tóc rất là nhiều. Dĩ nhiên tóc nó sẽ mọc lại cho chúng ta không phải lo lắng. Kế tiếp nữa là những cái thuốc đặc trị mà chúng ta đang sử dụng, chẳng hạn như là hóa trị, xạ trị, nó sẽ đưa tới vấn đề thuốc trong quá trình ung thư sẽ đưa tới chúng ta tóc bị rụng, hay là chúng ta uống thuốc do làm cho máu loãng là nó cũng sẽ làm cho tóc bị rụng. Chẳng hạn như là beta blocker, cái này những người uống thuốc sẽ biết, hay là mình y sẽ biết, hay là chúng ta thuốc khống chế cái huyết áp của mình, nó cũng sẽ đưa tới vấn đề tóc bị rụng, hay là những người dùng thuốc ngừa thai, birth control pill, nó cũng sẽ đưa tới vấn đề tóc bị rụng, và đó là những cái gọi rụng, đó là rụng tạm thời. Rồi những người chẳng hạn như là những cái hư hại của tóc, chẳng hạn như x-ray nó làm tóc bị rụng tạm thời, hay là những cái là bị thẹo, bị sẹo, có nhiều người bị sẹo do những cái gì đó nó ảnh hưởng tới phần tóc của mình, hay là do cháy một cái phần nào đó thì mình sẽ nói thêm phần đó, thế nữa nó không có rộng mọc trở lại. Một cái bệnh nữa là bệnh tự miễn, và bệnh tự miễn này sẽ xảy ra rất nhiều là những người bị autoimmune disease, chàm vẫy nến, có một vài cái, hoặc là lupus, có một vài cái loại lupus là nó sẽ rụng, và những cái đó là sẽ không có chữa được, là nó sẽ mất luôn cái phần chỗ đó, và nó sẽ trở thành giống như là chúng ta là láng có hết, nhưng mà mình thường gọi là như sân banh á, mình hay gọi tiếng là giống như cái sân banh, là nó chả không còn cái gì hết á, là cái lỗ nang lông của nó, da đầu nó không còn gì hết, nó giống như da bình thường của mình, là tóc nó sẽ không mọc bao giờ mọc lại nữa. Rồi một cái trường hợp nữa là thì Trinh đang nói là rụng tóc vì môi trường, là do những cái xà bông chúng ta sử dụng, xà bông gội đầu chúng ta sử dụng, cái cách mà chúng ta tắm ở trong cái vòi nước của mình, vòi hoa sen á, mình đưa cái đầu mình xối nước, đặc biệt là nước nóng, đeo lên đầu nó cũng sẽ đưa tới vấn đề đó. Cái xà bông chúng ta không biết cái nguồn gốc, cái hóa chất quá nhiều sẽ đưa tới. Và có những người là bleach, tức là tẩy, những cái loại mà tẩy cũng sẽ đưa tới vấn đề tóc mình sẽ bị hư hại. Và những cái hư hại này nó sẽ ăn dần tới cái nang lông của tóc, ảnh hưởng tới vấn đề đó. Rồi một cái phần nữa là chúng ta sử dụng cái máy sấy tóc. Nhà không biết các bạn như thế nào, thì Trinh thì may mắn là tóc ngắn, là mình đã không sử dụng máy sấy tóc, là từ lúc mình khoảng 25 tuổi là Trinh đã không còn sử dụng máy sấy tóc nữa. Mình không sử dụng. Còn nếu có thì rất là nhẹ nhẹ ở ngoài thôi, cho nên tránh tắm buổi tối là như vậy. Cho nên tắm là không mình buổi sáng, hay là mình tắm rồi mình phải lau rất là khô trước khi đi ngủ thì chúng ta sử dụng. Hoặc là phụ nữ là sử dụng mấy cái cây mà quấn nóng rồi đó, mấy cây đó sẽ làm hư, và rất nhiều đó lý do tại sao phụ nữ sẽ xảy ra rất nhiều. Rồi có những người đánh bính, hay là cái thói quen cột tóc nha, mình biết là có một cái bạn là thói quen cột tóc, cột riết lên gì này, hai chỗ này nó hối giống như đàn ông luôn, thì do cái thói quen chúng ta cột tóc nữa, thì cái đó gọi là cột tóc, và do cái ảnh hưởng của môi trường. Rồi những cái bệnh chẳng hạn như là tuyến giáp nha, si giáp hay là cường giáp sẽ đưa tới vấn đề là chúng ta bị rụng tóc, thiếu máu, thiếu chất sắt nha, ăn uống không điều độ là cũng đưa tới vấn đề đó. Quá trình chuyển hóa thức ăn của mình sai lầm sẽ đưa tới vấn đề chúng ta ăn kiêng không đúng, đạm không đủ, rối loạn chuyển hóa nè. Trong đó có những cái cơ gặp là những người mà bị kinh nguyệt quá nhiều, phụ nữ mà kinh nguyệt quá nhiều thì nó đưa tới vấn đề là cái lượng sắt chúng ta không có, thiếu chất zinc và thiếu cái chất sắt, hay là mỗi chất nữa là biotin, tức là ba cái vitamin và khoáng chất đó nó sẽ đưa tới vấn đề là chúng ta sẽ bị rụng tóc. Cho nên mà khi mình hiểu được cái giai đoạn của tóc như thế nào rồi thì chúng ta mới biết được cái phương pháp nào mà tốt nhất để mà mình làm sao để cải thiện được cái tóc của mình. Thì đó là những cái quá trình mà chị muốn nói sơ. Và dĩ nhiên chuyên sâu hơn nữa thì mình không sợ không đủ thời gian để nói chuyên sâu, nhưng mà đó là một vài những cái ý chính là tại sao chúng ta đưa tới vấn đề chúng ta bị rụng tóc. Vậy là chúng ta có rất là nhiều lý do bị rụng tóc. Em nghe được vài cái cũng ấn tượng, đó là thiếu thiếu sắt, thiếu kiềm, rồi thiếu vitamin, thiếu tiền, nó nhiều khi nó cũng rụng tóc đó chị. Thiếu tiền đưa tới vấn đề stress. Có rụng tóc nhiều hơn. Thử thật thôi, nó về vui, nhưng mà thật sự chị đang nói vấn đề là đôi lúc ta quên đi cái phần đó. Bởi vì thật sự là
phú quý sinh lễ nghĩa. Thực sự chúng ta nói chúng ta không cần tiền, nhưng mà thực sự trong cuộc sống của chúng ta nó là một cái vận hành của tất cả mọi thứ, đúng không? Ví dụ thì chị đang nói là bây giờ vấn đề về coronavirus xảy ra này, thì chị mới vừa đọc thông tin có những người bị thất nghiệp, và bây giờ họ thất nghiệp họ không thể đi làm được thì họ không có tiền trả bảo hiểm sức khỏe và không có trả tiền bảo sức hiểm sức khỏe, thì bây giờ như thế nào? Cho nên rõ ràng Hay những điều này nó đã đưa tới stress. Thực sự chị quá. đang nói, chị đang nói chị ngồi bị stress, và chị ngồi đây chị đọc chị tin tức ở bên Mỹ, chị đang coi, chị nói ô ngày mai mình bảo hiểm, và nó nhắn nó hỏi là bảo hiểm, vì nó chị phải nói về tâm lý, nhắn tin nhắn là bảo hiểm xe của chị là bắt đầu tháng tư mỗi chu kỳ là 6 tháng lần, nó nếu bạn không thể nào trả được thì nó sẽ không có quỷ đi. Nhưng mình nói là mình may mắn mình không bị ảnh hưởng là một, thứ hai nữa bảo hiểm sức khỏe của chị trả hàng tháng là 495 đồng. Bây giờ nó nói những cái chương trình mà bây giờ là không đi làm được thì giờ làm sao trả tiền bảo hiểm, thì sẽ có những cái mình sẽ nộp đơn này nọ và cái thủ tục rất là rắc rối. Mà tóm tóm còn lại đó là thiếu tiền sẽ gây sinh ra stress, stress Nó sự thật đó, sẽ là có lúc ta quên thì vấn đề đó, nhưng mà đó là sự thật, đúng không? Đúng không? Và động. những cái điều này là những cái tâm lý hàng ngày, và đó là chúng ta sẽ quên đi, và đó là tại sao chúng ta rụng tóc rất là nhiều, là do cái tâm lý và cái sinh lý và cái stress hàng ngày nó chồng chất lên cho những thứ, chung quy cũng vậy ở trong tiền. Mai mốt em với chị sẽ làm một cái chủ đề là stress, là tiền bạc và stress, mình sẽ làm một chủ đề đó. Bây giờ quay về chủ đề tóc này, tại vì tóc nó rất là quan trọng. Em thấy hôm nay có 1.700 người đang đang xem trực tiếp, và xong cái này em nghĩ ngày hôm nay sẽ có cả chục ngàn người coi, không chừng có cả 100.000 người coi quá. Câu hỏi dĩ nhiên là khi mà chúng ta để thấy anh đặt câu hỏi cho chị học thì Trinh đó, để các anh chị có cái kiến thức, tại vì chúng ta phải hiểu là lý do tại sao, tại vì cứ thấy rụng tóc và chúng ta cứ thấy rụng tóc chúng ta cứ đoán, nhưng mà có nhiều cái lý do khác nhau lắm. Thì khi chúng ta biết cái lý do nào thì đầu tiên đó là mỗi người chúng ta có cái giải pháp để mà ngăn chặn, đúng không ạ? Một lát chúng ta sẽ vào cái câu hỏi đó. Cái kế tiếp này là có rất là nhiều cái lý do mà rụng tóc như vậy thì cái hậu quả của nó là gì? Tại vì em thấy rằng là có rất là nhiều hậu quả. Có những người suốt ngày là phải đội đội nón tại vì sợ người khác thấy rằng là mình không có tóc, thì đó là một cái em thấy rồi đó. Thì còn cái tầm nhìn của chị, cái góc nhìn của chị đó, thì đối với những người mà bị rụng tóc thì cái hậu quả của nó là gì? Một cái chị đang nói nữa, tức là cái quá trình mà nó gọi là rối loạn tâm lý, từ mà tuổi thành vị thành niên đi lên lớn, rồi bắt đầu người lớn bắt đầu qua tới giai đoạn mà 40 là rối loạn tâm lý nó cũng sẽ đưa tới. Cái hậu quả của tóc đôi lúc chúng ta nghĩ nó không đơn giản, nhưng mà thật sự chị nghĩ là nếu tâm trạng của những người rụng tóc sẽ hiểu được cái tâm tâm lý của những người bị là họ rất là khủng hoảng. Bởi vì số lượng mà cùng cái lượt mà nó ra kiểu này là rất rụng hoảng, và chúng ta nhìn thấy cái tóc và không biết được lý do, và chúng ta đi bác sĩ. Cho nên đó là lý do tại sao mình nói là phải tìm ra được cái nguyên nhân. Bởi vì khi trong tiền trường liên quan là trong đó có đôi lúc có những cái bệnh bệnh mà mình không biết được, nó đưa tới những cái bệnh nan y hay gì đó mình không biết, cho nên cần phải đi thử máu. Nếu mà cái trường hợp mà khủng hoảng như vậy là chúng ta cần phải đi thử máu, bởi vì nó ảnh hưởng rất nhiều về tâm lý. Và thì chị nói là cái tâm lý là một trong những cái răng, cái gốc là gốc của con người. Và cái tóc mà khi nó rụng thì bắt đầu chúng ta sẽ cảm giác là lo lắng, là bây giờ mình bị thiếu cái gì, thiếu chất gì, hay là bị cái gì, tức là nhiều nguyên nhân nó đưa tới. Rồi có người sẽ bắt đầu bị trầm cảm, rất nhiều người phụ nữ bị bất là mặc cảm, đặc biệt chị nghĩ là nam thì có thể là không có quan trọng ngoại hình lắm, cho nên họ không có cái vấn đề đó, nhưng mà tâm lý của người phụ nữ là sẽ có rất nhiều mặc cảm. Thứ nhất là mặc cảm về vấn đề trong cái hôn nhân tình cảm là một, hay là mặc cái trong cái nó nhiều cái tâm lý đó là quan trọng, và cái cách mà chúng ta không có tự tin khi chúng ta đi làm đặc biệt là như vậy. Bởi vì cái cách người ta nhìn vào mình khi mình đạt được, cái chị nghĩ đến một người mà thưa mà rụng tóc, cho nên đó là một cái giải pháp mà người ta không tìm được là phụ nữ phải mang tóc giả. Và dĩ nhiên cái người đời mình nó nhìn vô người mà mang tóc giả người ta biết liền à, ta nhìn ta xù xì, đó là cái tâm lý rất là bình thường, và nó làm cho chúng ta cảm thấy rất mất tự tin. Và khi mà chúng ta bị mất tự tin á, thì hầu như tất cả những gì trong cuộc sống của chúng ta làm nó đều sẽ bị mất tự tin theo, và nó làm cho vấn đề là mất cân bằng. Và khi mất cân bằng thì một trong những cái trạng thái là về cái sự gọi là cái hạnh phúc của bản thân mình hay tất cả mọi thứ, nó đưa tới rất nhiều thứ và đưa tới vấn đề bị trầm cảm. Rất nhiều người lo vấn đề này, dĩ nhiên còn có nhiều người họ coi đó là chuyện bình thường không sao. Nhưng mà chị đang lấy một cái ví dụ cá nhân của chị, là cách đây khoảng hôm mùa hè, mình là người tóc rất là khỏe mạnh, và giống như có thể một số anh chị nào biết thì trên là mình là người để ý từng ly từng cái gì trong sức khỏe của mình, có thể trở thành một cái nó trở thành thái quá luôn, tức là mình coi trọng sức khỏe quá nhiều, cho nên mình rất là để ý từ một cái chốn gì trong cơ thể mình, và nó đã trở thành một cái thói quen. Bởi vì mình muốn làm sao cho tốt cái chỗ này tốt thì mình mới có thể làm được tất cả mọi thứ, và nó là cái nền tảng cơ bản nhất mà chúng ta cần có. Thì cách đây khoảng 6 7 tháng thì chị chia sẻ câu chuyện cá nhân, bởi vì khi mình không bị á thì có thể là chị chia sẻ ở khía cạnh khoa học thì nói đơn giản, ồ sách vở hay khoa học bạn nói có bị rụng tóc và không có cảm giác, nhưng mà bắt đầu chị bị cảm tật, bị chị bị rụng bắt đầu chị mới có cảm giác.
Có nghĩa là cách đây khoảng 6-7 tháng, tức là mùa hè năm ngoái, tình cờ đi về Đà Nẵng trong lúc ngồi chơi với một số bạn bè. Thì khi mà chị xâm xuống thì mấy em nói là ô chị nên sao tóc chỗ chỗ này chỗ chỗ mỏng quá vậy. Và mình cũng bắt đầu thấy ấn tượng lúc khi mà mấy bạn chụp tấm hình đó xong đưa cho chị xem mà chị thấy rất là thưa, là mình rất là lo. Và trên một chuyến bay đi về thì ở trên máy bay khi mà ngồi nghe headset chuẩn bị xuống máy bay để đáp xuống phi trường Chicago thì nó rồi rửa mặt, thì trong lúc đó mình thấy tại vì khi trên đó thì cái áp suất ở trên không khí nó khác, nó làm cho tóc mình bị đè xẹp xuống không có còn đẹp nữa. Thì trong lúc đó khi mà chị rửa xuống rửa mặt thì nguyên chỗ này thấy rất là đốm trắng giống như những gì các bạn đã nói, có nghĩa là cảm thấy rất là thương một cái khủng. Và ngay cái thời điểm đó là mình bấn loạn tích tắc trong một đó thôi, là cảm giác của cá nhân chị là chị cảm thấy bấn loạn là không biết mình bị cái gì, không biết có bị ung thư hay không. Đó là cái đầu tiên, tại vì chị làm trong ngành nghiên cứu ung thư, mỗi cái gì nó khác thôi trong cơ thể là cái chuyện mình sợ, cái đầu tiên phản sợ đó. Một người trong ngành khoa học còn sợ nếu như một người là người đời thường hoàn toàn không có kiến thức. Thực sự rất bấn loạn trong mấy tiếng đồng hồ ngồi trên đó, và tâm lý cảm như nó biến thay đổi liền. Ủa tại sao vậy, mới vừa nghe mấy em đã nói xong bây giờ mình nhìn lại mình thấy chỗ này rất thưa và rất là run. Đó là một trong những điều đó. Thì sau đó về hai tuần mình quay ngược trở Việt Nam thì mình gặp một người bạn là dược sĩ nha, mình liên lạc mình nói là à có cái gì cho mình sử dụng không. Nó tự nhiên tiếng tới mình biết, mình nghiên cứu mình biết rồi, nhưng mình nói cái gì mà gọi là không có hư hại tới sức khỏe, những cái gì mà mình thoa còn uống thì chắc chắn thì chính không uống, là tại mình phải cần nghiên cứu và tâm lý. Và trước đó nữa thì cũng chị muốn kể tiếp là chị quay về Việt Nam thì chị tiếp tóc anh cắt tóc cho mình là ông trăm ngàn mấy chục năm, thì nó là cái chỗ này khi cầm lên thấy rất là yếu. Bình thường anh không nói tại cắt bằng mấy năm nay đây rồi, nhưng mà hôm nay anh thấy là chỗ này rất yếu, và trong nghề của anh mấy chục năm nhìn vô là biết chỗ này có vấn đề là ngay chỗ này. Và lúc đó chị bắt đầu chị nghiên cứu, thì giống như những gì nãy chị đang nói là nguyên nhân của những người ở cái tuổi này 47 48 thì sẽ có vấn đề rụng tóc, và của người phụ nữ nó sẽ nằm ở chỗ này. Và nếu mà chúng ta biết tìm cái nguyên phương pháp của nó thì nó có thể sẽ quay ngược trở lại. Thì đó là một một cái. Sau đó thì chị bắt đầu về tới nhà thì mình xem lại những cái dinh dưỡng mình uống xem có đủ hay không. Nha, là mình nhìn lại tất cả những dinh dưỡng chị xem thử sắt đủ không, mình cảm thấy sắt mình đủ vân vân, thì mình biết là trong cái giai đoạn của người phụ nữ ở chỗ này là cái giai đoạn chuyển hóa của cái kinh nguyệt nó sẽ không đều đặn, thì có thể là một nguyên nhân. Là cái tiếp dinh dưỡng thì mình cảm thấy mình đủ, mặc dù là chị là ăn chay nhưng mà cái đạm mình đủ cho mình phải coi những cái đó. Và dĩ nhiên mình cần phải quan sát, bởi vì nếu mà còn tiếp tục giống như vậy thì mình cần phải bác sĩ để thử máu. Thì đó là cho trong cái thời gian tâm lý thực sự rất căng thẳng này, chị đang nói ở khía cạnh của chị là tâm lý rất rất căng thẳng trong thời điểm đó, cảm thấy khủng hoảng và hầu như cái gì cũng không làm hết á, mình bắn loạn. Chị còn nhớ là trên đường chị đi là chị liên lạc với một người bạn dược sĩ, là xong là bạn chị ráp gửi ráp qua liền hai cái lọ thuốc cho chị thử cái serum thử, thì xài không có kết quả, thật sự là không có kết quả. Nói là cái này lâm sàng có, bắt đầu chị thoa trên đó mỗi ngày từ sáng đến tối và hai lọ xài hai tới tháng 10, từ tháng 8 tới 10 xài 2 tháng thì không có kết quả. Thì đó rồi rõ ràng là cái quá trình đó, nhưng mà dĩ nhiên một hồi mình sẽ nói là làm sao nó quay ngược trở lại. Nhưng mà đó là cái chị muốn nói với em chia sẻ là cái tâm lý rất là căng thẳng khi cái quá trình mình không hiểu được, nhưng mà chị khống chế được là chị tìm hiểu cái nguyên nhân. Còn thực sự tất cả những người ở ngoài chúng ta không có kiến thức và chúng ta sẽ bị bấn loạn rất là nhiều, và khi chúng ta bấn loạn rất là nhiều á thì chúng ta hầu như là đi nghe những tin truyền tải ở ngoài xã hội rất nhiều, giống như chị hay nói là fake news á, có nghĩa là truyền bá dân gian mà nó không có nguồn gốc xuất xứ. Và chúng ta sợ người này nói kiểu này thử, người kia nói kiểu này thử, người kia nói kiểu nào thử, có nghĩa là thử một hồi đó thành một cái tả bánh lùn và đưa tới vấn đề nặng hơn rất nhiều. Và đây là tâm lý của rất nhiều người sẽ nghĩ tới vấn đề là đi cấy tóc, đi làm laser, đi làm đủ thứ ở trên cái cơ thể của mình, mà tất cả những này không phải là chuyên gia. Cho nên chúng ta việc đầu tiên khi mà bắn loạn điều này là phải coi lại cái quá trình ở tụ tạng và cần một cái người mà tham vấn cho mình, và thật sự là phải có hiểu biết. Và khi mà cái hiểu biết của họ có, cái độ tin cưỡng có, còn nếu không bây giờ chị đang nói về cái mặt trái của nó là thông tin chúng ta có quá nhiều trên Facebook, và thông tin chúng ta Google trên Facebook. Anh chị vào Google thử đi, rụng tóc nó sẽ ra hàng ngàn cái lý do rất là buồn cười, và tất cả những cái trang này không phải là chính thống, cho nên chị không có xem. Cho nên dĩ nhiên cái bài chủ tóc, bài tóc là chị nghiên cứu kỹ, và hơn nữa là một cái database mà chị xem là chị vào ngay cái trường y khoa của Harvard, Đại học Harvard, và chị có một cái membership. Chị vào đó là thông tin chính thống và chắc chắn nhất 100% là thông tin chính thống nhất về cái ngành y ở tại Mỹ. Còn ngoài ra chị không xem bất, tại vì Google em search, em trả tiền mà, em quảng cáo mà, trên Facebook em trả tiền em quảng cáo thì biết bao nhiêu người, tự nhiên tất cả mọi người trên thế giới trở thành chuyên gia hết. Và đây là cái tâm lý của tất cả những người chúng ta không hiểu chúng ta bấn loạn.
là cái tâm lý mất cân bằng đó đưa tới vấn đề là chúng ta sử dụng tất cả những cái nguồn thông tin bị trái chiều và bị sai, và đưa tới vấn đề là tóc chúng ta sẽ bị nặng hơn rất là nhiều. Cho nên việc đầu tiên là khi mà chúng ta bị như vậy là phải bình tĩnh, lùi lại 2 bước để xem lại hết tất cả những cái gì mình hiểu, giống như hôm nay mình chia sẻ, bắt đầu mình tìm theo thử là nguyên nhân nó nằm từ chỗ nào, và từ chỗ đó chúng ta tìm một cái người tư vấn cụ thể nhất cho mình, mà cái độ tin tưởng phải có nguồn gốc xuất xứ từ cái người đó là ai, vân vân. Và khi Nhưng mà ta cái biết được việc vấn đề đó thì chúng ta khi mới mà tìm bị được là người phải tư vấn. bình tĩnh rồi sau đó mới run sau đúng không? À, với lại hồi nãy Đúng thì Trinh nói là một số người thiếu chất sắt á, cái gì làm ơn ở Việt Nam đừng có ra gặm hàng rào nhé. Cái đó không bị nhiễm độc chết á. Yes. bây giờ để quay lại một vài cái mà em nghĩ rằng là rất là quan trọng này. Dĩ nhiên là cái thị trường về tóc đó nó là một cái thị trường rất là lớn, và hồi nãy em nói là 13 tỷ đó là ở Mỹ thôi, còn toàn thế giới thì có rất là nhiều nhu cầu về tóc. Và ở ngoài kia rất là tiếc là có rất là nhiều công ty làm những cái sản phẩm họ quảng cáo là mọc tóc nhưng mà lại không có hiệu quả, tại vì những cái quảng cáo đó nó đáp ứng một cái nhu cầu duy nhất, đó là nhu cầu về tâm lý. Tức là khi mà họ bị tâm lý rồi thì họ cứ thử đó, họ thử hết cái này, họ thử hết cái kia giống như chị nói đó. Vậy thì bây giờ chúng ta còn một ít thời gian, chúng ta đi vào cái giải pháp. Tại vì dĩ nhiên là thứ nhất anh cũng muốn nói cho các anh chị em biết là không phải vì chúng tôi đại diện cho công ty Nu Skin mà chúng tôi giới thiệu những cái sản phẩm này. Tại vì đối với chúng tôi là những người làm việc có tâm và có tín đó, thì những cái gì mà mình trải nghiệm có kết quả thì mình mới giới thiệu, và dựa trên những cái khoa học và nghiên cứu và trải nghiệm đàng hoàng, chứ không phải là chỉ có giới thiệu không. Anh ơi, là bây giờ mình có thể đi vào cái bước cái câu hỏi thứ tư của em, đó là nguyên do thì có rất là nhiều, và quan tâm thì chắc chắn là ai cũng quan tâm về cái tóc của mình hết. Và nếu mà có một cái giải pháp thì em biết rằng có rất là nhiều người họ bỏ hàng ngàn đô la thì để họ họ giải quyết vấn đề về tóc thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta không có muốn giới thiệu những cái đó. Cái mà anh muốn hỏi chị Thủy Tinh đó là vậy thì cái giải pháp cho những người đang lắng nghe ngày hôm nay là gì? Có những cái sản phẩm nào để họ có thể sử dụng để mà giúp cho họ phục hồi? Thứ nhất là ngăn chặn cái việc rụng tóc, và thứ hai là làm sao để họ có thể mọc thêm tóc. Ok, thì để bắt đầu là cái giải pháp thì chúng ta phải ba cái mà mình hiểu cái lý do mình rụng tóc trước. Tức là rụng tóc vì sinh lý, là vòng đời và tuổi tác, thì nó sẽ qua từng giai đoạn thì mình sẽ hiểu được. Thứ hai, rụng tóc là do môi trường bên ngoài tác động từ cái sản phẩm chúng ta đang dùng, có nghĩa là dầu gội hay là những cái gì mà tác động từ bên ngoài đưa tới, hay là bị nấm ở trên đầu, tức là kiểu là tác động từ bên ngoài, là mình phải hiểu. Thứ ba là bệnh lý từ bên trong. Nếu các chị là những người có bệnh lý từ bên trong, chắc chắn chị biết, không thể Trinh biết chắc chắn mình không có bệnh lý từ bên trong, thì bắt đầu mình sẽ suy nghĩ. Cho nên mình phải hiểu ba cái nguyên nhân đó trước. Thì hầu như chị đang lấy thống kê cho tất cả mọi người là sẽ thuộc về sinh lý và bên ngoài nhiều nhất, còn bệnh lý bên trong là chừng dưới 10% thôi, còn khoảng 90%, 80, còn khoảng 20, 80, 20 là do từ bên ngoài. Tức là cái nguồn gốc xuất xứ của những cái dầu gội chúng ta sử dụng, cái cách chúng ta sấy tóc, cái cách chúng ta đứng gội đầu, vân vân, là những cái này. Và cái dinh dưỡng là cái phần quan trọng mà chúng ta bị thiếu, cho nên mình phải hiểu rõ là trên hầu như là bị thiếu chất. Chị bảo đảm luôn là chúng ta bị thiếu chất, tại một ngày chúng ta có 90 chất nha. Thì Trinh là người có đủ chất và tóc của mình là rất nhiều, thì so với người khác là tóc vẫn còn nhiều, nhưng mà dĩ nhiên ở cái tuổi này thì không thể nào nhiều bằng cái tuổi 20 được nha. Trên những cái chất mà chúng ta cần phải xem lại là chúng ta đi khám bác sĩ sẽ ra những cái lượng chất mà chúng ta phải biết. Vitamin mà chúng ta cần phải biết là zinc, iron, biotin, đó là ba cái chất khoáng chất và vitamin mình phải kèm xem thử có hay không. Cho nên mình phải hiểu được cái vấn đề đó, là chúng ta sẽ hiểu để mình biết là cân bằng là cái lượng diet chúng ta ăn hàng ngày, cái lượng đạm chúng ta có đủ hay không, và lượng sắt chúng ta có đủ hay không. Đó là dinh dưỡng cần phải cân bằng. Chị có thể nói là hầu như tất cả chúng ta sẽ bị thiếu phần dinh dưỡng này rất nhiều, nên đưa tới tình trạng là chúng ta sẽ bị rụng. Chúng ta đều phải bị rụng, nhưng mà chúng ta có thể làm cho cái quá trình rụng của mình chậm lại so với cái tuổi của mình. Chúng ta có thể điều khiển được vấn đề đó, cho nên ngoại tác rất là quan trọng. Và chúng ta phải coi thử cái dầu chúng ta sử dụng. Hầu như tất cả những dầu xả, gội đầu, dầu xả bây giờ là hóa chất rất là nhiều, cho nên chúng ta cố gắng tìm những cái loại dầu xả, dầu gội nào nó thiên nhiên nhất có thể cho các anh chị, thiên nhiên nhất có thể, tại ngoài kia rất nhiều hóa chất, cho mình đi tìm cái nguồn gốc là thiên nhiên nhất. Và chị đã đổi qua cũng khoảng 10 năm nay là những cái gì gọi là thiên nhiên nhất có thể để mình sử dụng, để cái dầu gội của mình là mình cần phải phải thay đổi. Đó là một vài cái ý trước, không biết là An có thể hỏi thêm phần nào, nhưng mà đó là những hai cái yếu tố từ sinh lý và cái bên ngoài là cái 80%. Bây giờ mình sẽ xem những điều ở trước rồi chúng ta sẽ cân bằng lại cái gì mà chúng ta đang có. Thì bắt đầu lại cái câu chuyện của chị là lúc đó tháng 10 là khi mình sử dụng, tức là dầu gội chị không thay đổi, bởi vì dầu gội của mình đã tốt. Bây giờ mình hiểu có thể là do từ những cái thiếu chất mình không có,
Vậy thì làm sao mình kích thích cho cái tóc mình nó tốt hơn được? Có thể cái chỗ này là do cái quá trình nó chuyển thay đổi, và những cái chỗ mà giống nãy là nang lông hay là cái da đầu chỗ này nó sẽ bị yếu, cho nên đưa tới vấn đề là nó sẽ bị cái này, cho nên mình phải tìm cách gì. Thì cũng may mắn giống chị nói là tháng 10 là chị được cái sản phẩm từ bên Úc gửi qua nha, cái sản phẩm từ bên Úc gửi qua, và mình sẽ nói kế tiếp phần đó, và chị sử dụng được hai tới 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 tháng 1, tháng 10, tháng 1, thứ hai, tháng 1, và bây giờ không có để sử dụng lại. Và bây giờ hồi nãy quên lấy vô đây cho mọi người xem, thì đó là cái mà bây giờ thì nó trở lại bình thường. Ok, vậy là chị còn ok nghe đúng không? Dạ nghe. Hôm nay internet bên em cũng hơi bị kém một lần nữa. Ừ. Tức là chị xem một cái bộ sản phẩm một lát em có đây, em có thể cho mọi người thấy. Nhưng mà có hai cái, vậy là cái giải pháp chúng ta có hai bước. Bước thứ nhất á là về dinh dưỡng, thứ nhất là chế độ ăn uống của mình. Dĩ nhiên là những cái môi trường, ví dụ như môi trường stress, bị stress hay là vân vân, thì cái đó là chúng ta cần phải quản lý được đúng không? Cá nhân mỗi người chúng ta quản lý, xà bông gội đầu vân vân chúng ta có thể quản lý được. Có một số điều khác mà chúng ta cần có thể làm đó là dinh dưỡng. Thì em không biết là ở bên các thị trường khác có không, em biết ở thị trường Mỹ có một cái loại dược thảo nó gọi là HNS, tức là hair, nail và skin. Em biết đây là một cái sản phẩm có thể giúp trợ giúp cho sức khỏe của tóc, của da và của móng tay. Thì đây là một cái sản phẩm em biết là ở Mỹ chúng ta có thể sử dụng được. Nhưng mà hồi nãy chị có nói rằng là chị xài một cái bộ sản phẩm như tháng 10 đó, chị có thể nói về bộ sản phẩm đó được không? Yes, bây giờ chị sẽ nói về một cái dinh dưỡng mà hầu như mọi người bị thiếu khi vấn đề đó. Thì một cái dinh dưỡng mà chị sử dụng thì nó gọi là hair, nail and skin. Đúng không? Có nghĩa là mình bình thường mình đã có đủ dinh dưỡng, nhưng mà rõ ràng chỗ này như vậy có nghĩa là mình cần phải bổ sung cái gì đó là nó làm cho da tóc của mình á, là sẽ mạnh, phát triển mạnh trở lại. Cái móng của mình nó sẽ tốt, vậy móng mình nó sẽ yếu dần nha, và mình có thể là damage, tức là bị tổn hại từ những cái nerve ở chỗ này. Thì mình dùng thêm cái dinh dưỡng đó, thì trong thời điểm đó là chị dùng liên tục 3 tháng cái dinh dưỡng đó, bây giờ thì ngưng dùng rồi, có nghĩa là ngay thời điểm đó mình dùng liền cái đó là một cái. Còn nếu chúng ta là cái người bị nhiều thì ta có thể dùng thường xuyên, tại vì hình thường là cái chế độ dinh dưỡng của chị đã đủ, cho nên khi chị biết là chị gọi là tống thêm vô trong cái thời điểm đó là dùng liên tục 3 tháng, những cái đó liên quan là một cái phần dinh dưỡng. Và trong phần dinh dưỡng đó có chiết xuất của biotin, mình đang nói là những cái là dinh dưỡng mà chúng ta cần phải phụ trội thêm ở trong đó, rồi cái cách ăn của mình coi lại đúng không, mình có ăn đủ hay không. Nếu mình cảm thấy là đạm mình đủ, còn một số rất nhiều người thiếu đạm thì chúng ta cần phải bổ sung đạm. Nhưng mà cái dinh dưỡng mà chúng ta có thể uống là giống như An nói, là một cái loại dinh dưỡng đó là mình có thể dùng để nó giúp. Kế tiếp là chúng ta sẽ coi lại cái dầu gội chúng ta sử dụng nha. Thì chị Có sẽ nói về cái yes nè, chị không có không có đâu, chúng đang tại vì xài ở dưới bằng quần sọt giờ đi không được cho nên ngồi đây quần luôn. sọt chúng ta đi như thế lắm, em cũng đâu có đứng như thế gì em cũng nhưng mà chị có thể nói nè, đây là một cái bộ sản phẩm mà em nhận được ở bên cũng 2 tháng trước. Lúc đó thị trường chưa có. Trước đây thì em cũng làm một số sản phẩm rồi mà thấy không có hiệu quả lắm. Sau đây là cái bộ sản phẩm mới nhất từ Nu Skin, gọi là Nutrio Nutrio có Age Lock. Thì chị có thể nói về cái sản phẩm này và để cho mọi người biết, và có thể sau ngày hôm nay đó các anh chị có thể liên lạc với người giới thiệu để được hướng dẫn cách mua bộ sản phẩm này. Yes, thì để nói là cái lúc mà chị bị hoang mang chỗ này là vì đầu tiên chị biết cái khả năng chị dùng được dinh dưỡng là mình biết điều khiển được, nhưng mà tới cái bên bên ngoài là lúc đó là chị liên lạc với bạn thân của chị đúng không. Vậy là ta trong cái ngành dược chị nói là có cái dinh dưỡng gì ở Việt Nam mà mọc tóc mà tốt nhất mà ít nguy hại nhất, thì bạn chị gửi cho chị hai cái đó là của Pháp với Thụy Sĩ hay gì đó, và nói là lâm sàng cho thấy như vậy. Bây giờ mình cũng không biết bạn dùng thử xem thế nào, mà rõ ràng chị dùng 2 tháng không có kết quả, tức là không thấy cái sự phát triển gì hết. Thì cũng may mắn là cái sản phẩm An vừa đang nói thì lúc đó ở Mỹ chưa có, lúc đó Việt Nam chưa có, bây giờ thì đã có rồi. Ở Mỹ có rồi, Việt Nam có rồi, Canada có rồi, lúc đó thời điểm đó chỉ có Úc có thôi đó, và chỉ có người quen tháng 10 qua. Thì ngay tháng 10 là bắt đầu chị có cái bộ đó là chị dùng tháng 10, tháng 1, tháng 2, tháng 1, chị dùng được 4 tháng thì rõ ràng cái kết quả rồi, bây giờ là trở lại bình thường, có nghĩa là nó mọc trở lại. Và khi hôm qua chị cho hôm video là chỗ này không còn thấy, nhưng mình vẫn tiếp tục, và mình chị đã thay thế cho hàng ngày sử dụng luôn. Thì sản phẩm nó có cái gì, thứ nhất mình phải hiểu là chị có thể là chị may mắn chị không tìm những cái gì khác thì chị sử dụng cái đó trước rồi xong mình tính tiếp thử, nếu mà có kết quả thì cái dầu đó mình sẽ chia sẻ. Nhưng mà rõ ràng sau 2 tháng là thay không có kết quả sử dụng, rất là hoang mang, cho nên mình vẫn dùng nhưng mà thì tìm đúng cái nguồn. Nhưng mà sau 2 tháng có thể nói là, thì nó là trong đời chị có thể nói là có những điều may mắn đến với mình nha. Có nghĩa là chị nói là giống như là cho chị vậy, cho nên tháng 10 khi là đem bộ nó qua chị sử dụng,
và khi sử dụng rồi sự khác biệt. Nhưng mà trong cái thành phần quan trọng của cái bộ này, thứ nhất là nó thuộc về độc quyền. Chị đang nói là sản phẩm mình sử dụng ở trên tóc của mình là mình phải hiểu rõ cái nguyên nhân của nó. Thứ nhất là cái gì nó mang tính tốt. Thứ hai, giống như nãy An nói, là bởi cái độ tin tưởng của chị đối với sản phẩm này là 100 đến 200%. Cái độ tin tưởng bởi một cái công ty chính thống, một cái nền tảng khoa học hơn 30 năm, tức là hơn 35 năm, bởi những khoa học gia hàng đầu của thế giới. Và cái cách của họ làm việc, và một trong những người lãnh đạo của hàng đầu đó lại là những người trong ngành của chị ngày xưa, tức là những người dẫn dắt, những người trong mentor, những người trong ngành khoa học mà chị đã ngưỡng mộ trong ngành bao nhiêu năm. Có nghĩa là những người đã bậc thầy ở trong ngành của mình, thì mình hiểu rõ cái cách họ làm việc như thế nào, và là một cái công ty tuyệt vời ở tại Mỹ. Nên đó là những cái độ tin tưởng của mình đối với sản phẩm. Kế tiếp ở khía cạnh khoa học là những cái gì mà họ đặt chế trong đó là độc quyền. Điều thứ ba nữa trong đây là đã có chứng minh lâm sàng, chỉ có lấy cái kết quả lâm sàng cho xem luôn. Dĩ nhiên ở đây không phải là sản phẩm này nói là sẽ giúp hứa hẹn cho bạn mọc tóc nha, bởi vì mình phải rõ hiểu rõ đây là không phải là bạn rụng tóc của bạn tới là sản phẩm này không có, nhưng mà đúng lúc thời điểm đó là sản phẩm này sẽ giúp cho tóc mình trở lại khỏe mạnh hơn nhiều, đúng không, kích thích vào cái da đầu và nang lông của bạn để cho nó khỏe mạnh, chứ không nói là để chữa rụng tóc. Cho nên chị nghĩ là à, bây giờ có thể là lớn tuổi mình nang lông chỗ này nó bị tắc nghẽn, bây giờ mình cần kích thích lại cho nó tốt hơn. Và khi kích thích tốt hơn thì nó sẽ, cho nên chị nhìn vào khía cạnh khoa học, chứ nếu nó là rụng tóc mà giờ đi chữa cái thật sự thì không có cái gì mà chữa rụng tóc hết, các chị nhớ điều đó. Nhưng mà chúng ta làm sao cho cái da của mình nó được kích thích hay là bớt cái chất hóa học trở lại, thì đó là cái mà khi chị thấy được sản phẩm này. Thứ hai về tốc độ của nó nữa là sản phẩm này độc quyền, có nghĩa độc quyền là sao, bạn sử dụng nếu không có kết quả, đúng không, bạn được hoàn trả lại. Có nghĩa là họ cho mình thấy được cái độ tin tưởng của những sản phẩm này như vậy. Và khi chữ sử dụng thì thành phần quan trọng của nó là có những cái thành phần độc quyền, chút xíu chị sẽ lấy hai thành phần đó. Hai thành phần đó nó thuộc về là chiết xuất của cỏ ba lá đỏ và cam thảo. Đó là hai thành phần tuyệt vời nhất để kích thích chuyển hóa cho cái lỗ nang chân lông. À, cho tất cả những cái kiểu là, tức là cái quá trình rụng tóc của mình đó là do những cái tóc này tóc chết nè. Tóc chết này nó sẽ rụng, nhớ nha, là phải rụng, và nó sẽ rụng nhiều hơn cái tóc mọc. Nhưng mà cái sản phẩm nó giúp mình sao là giữ cho cái tóc này được khỏe mạnh, tóc chết này ở trên đầu mình lâu hơn, anh hiểu không, tức là cái tóc chết ở trên đầu mình lâu hơn thì cái quá trình cân bằng là tóc chết và nó chưa rụng thì cái đượm nó sẽ mọc ra, thì rõ ràng tóc mình sẽ nhiều hơn, cho nên chậm rụng chắc chắn số này nó sẽ rụng đi, đây là tóc chết nó sẽ rụng, vấn đề là tốc độ nó rụng quá nhanh, tóc tóc mình lớn tuổi thì cái độ tóc mọng nó sẽ quá chậm cho đưa tới sự mất cân bằng, cho nên sẽ bị rất thừa. Thì cái sản phẩm này nó kích thích làm sao, tức là làm cho tóc này nó được khỏe mạnh, làm cho cái làn da ở dưới cái da đầu của mình đó, nó được kích thích để cho những cái nang lông này được hở ra nha, để cho tất cả những cái dinh dưỡng được đưa vào trong đó thì nó kích thích những cái chất đó lại, và nó sẽ duy trì giữ được cho cái tóc chết này chậm rụng xuống. À, đó là cái mà nó giúp cho mình như vậy, và đó là một cái tuyệt vời. Và trong sản phẩm độc quyền của hai thành phần, nghĩa chỉ lấy hai cái chỉ kiến sức một cái gì đó thì sẽ mình sẽ nhìn vào trong đó, mình sẽ biết được thành phần độc quyền nằm chỗ nào. Dĩ nhiên cái này là nó ngành khoa học của thầy Trinh, nếu như các chị đi bác khám bác sĩ chị nói tôi ăn khó khó bác sĩ rờ rờ là biết các chị bị cái gì nha, thế cái này thì Trinh không giải thích được rất là bao nhiêu năm nó nằm trong bụng của mình. Thì hai cái kiến sức mà khi mình nhìn tới thành phần của nó thì mình thấy được liền là nó nằm ở chỗ clover flower extract nha, thì đó nó gọi tiếng Latin của nó là Trifolium parentis, tức là đó là cái một cái loại là chẻ ba đỏ, tức là cái hoa hoa chẻ ba đỏ nha, cỏ cỏ hay là ta gọi là cỏ ba lá đỏ là một cái loại chiết xuất của cái hoa đó. Và chị vào cái NIH, anh có thể giúp chị dịch là tiếng Việt National Institute of Health nha, có những cái bài nghiên cứu về chiết xuất của cái này sẽ kích thích cho da tóc như thế nào và làm cho da tóc được khỏe mạnh trở lại, và là làm chậm cái quá trình, đấy có ba giai đoạn của tóc á, cái giai đoạn tóc sẽ rụng á thì nó sẽ làm cho cái quá trình rụng tóc này sẽ chậm lại và kích thích cho cái giai đoạn mọc tóc nó được tốt hơn, chứ không nhớ không có chữa nha, thì Trinh đang nói là đây không có chữa rụng tóc nha. Nha, và điều thứ nhất đó là hai nữa là ở trong đó cái chiết xuất của cam thảo và sự có phối hợp tuyệt vời của hai thành phần này lại với nhau, đó là một cái gọi là sự độc quyền của công ty, và đó là lý do tại sao khi chị sử dụng nó mang lại kết quả. Ok, thì khi mà nói về khoa học thì chắc chắn là còn rất là nhiều chi tiết mà chúng ta không có đủ thời gian để ngày hôm nay, chúng ta còn khoảng 3 phút thôi.
Chị có thể nói nhanh chóng sơ là cái công dụng của từng sản phẩm này cho mọi người biết, để khi mà mọi người mua về đó thì chúng ta có thể biết cách để dùng và hiểu cái tầm quan trọng của bộ sản phẩm này. Ok, em lấy giùm chị cái chai gọi nè, cái dầu gội đó là dầu gội bình thường thôi, là chúng ta chỉ lấy giống như bình thường, là mình giống như mình gội đầu như thế nào. Và dĩ nhiên trong cái quá trình mà chị bị là chị thay đổi cách chị gội đầu, không? Tức là mình không có xối xấy thứ này nữa. Ở một số người Nghĩa là là dùng gội bình thường, tức là dầu gội bình thường, tức là gội giống như bình thường mình vẫn gội đúng không? gội bình thường không có gì khác Nó hết, gội bình thường thôi, tức là lấy cái này ra mình bỏ trên đầu của mình rồi mình xấy đều, và trong lúc mình xấy thì giống như cái chị gội đầu thôi. Rồi bình thường đó là cái dầu gội của mình. Dầu gội kế tiếp là chúng ta có dầu xả nha. Thì trong cái quá trình mà gội với xả là chị đang nói là có hai cái kích thích ở trong đó, là nó kích thích để cho cái nang lông của tóc và cái da đầu của tóc nó trở lại mạnh khỏe mạnh hơn nhiều. Thì cái quá trình đó làm cho tóc mình bớt rụng lại, cái chị nhớ như không có chữa rụng tóc, nói như nó chỉ bớt rụng lại và kích thích cho những cái tóc mà sắp sửa sau quá trình phát triển nó được tốt hơn để nó nhú ra. Thì đó là cho nên cái lượng tóc mọc ra trở nhiều hơn, cái lượng rụng nó sẽ giảm, thì tự nhiên tóc mình nó không có bị thưa trở lại. Nó đơn giản vậy thôi chứ không phải là chữa rụng tóc, không có gì chữa được rụng tóc ở thời điểm này. Mình phải hiểu được cái nguyên nhân đó. Rồi kế tiếp là có cái serum, có nghĩa là sau khi em tắm gội đầu xong hết rồi đó, gội xả xong, bình thường là khi mình ra khỏi nhà nhà về nhà tắm của mình rồi á, thì bắt đầu mình sẽ đi tìm cái chỗ nào, đi tìm thôi chứ tại vì cái này chúng ta không thể dịch nguyên cái đầu của mình được, đúng không? Mình đi tìm cái chỗ nào mà nó thưa, thì lúc mà tóc mình còn ướt á, chị đang sử dụng là chị vừa sử dụng tay thôi nha. Chúng ta có cái máy mình thích thì ta sử dụng máy, nhưng mà chị nhanh gọn lẹ chị sử dụng tay. Tức là khi tóc của mình ướt á, mình sẽ dễ thấy hơn, đừng có để tóc khô. Tóc mình còn ướt á, thì mình sẽ thấy nó, nên mình sẽ vạch ra những cái chỗ mà mình thấy thưa đó, đúng không? Nếu các anh chị ở nhà có người nhà thì nhờ giùm, còn thì trên ở một mình, cho nên chị đưa cái đầu mình vô kiếng, sau đó bắt đầu chị lấy cái đó chị xịt vào những chỗ đó, sau đó chị lấy ba cái ngón này nè, chị xoáy nó vào những cái chỗ mà ở dưới cái nang lông của cái da đầu, những cái chỗ đó, tức là tìm ở dưới những cái mình lật cái tóc mình lên, chứ đừng có xịt lên tóc. Tại chỗ này trong thời điểm này cái serum là không xịt lên tóc, gội với xả là cho tóc, nhưng mà tới lúc cái serum á là chúng ta nằm ở dưới cái da đầu, thì tìm những cái khoảng đó lúc ướt là chúng ta sẽ dễ thấy, và chị làm buổi sáng và buổi tối nha, buổi sáng và buổi tối ngay ở dưới da đầu. Có nhiều người thì gội đầu ngàn lần, có người thì gọi hai ngày là một hai buổi sáng buổi tối luôn, không sao. Còn nếu mà gọi một lần thì buổi tối cũng vậy, thì chúng ta vẫn phải lấy cái serum. Serum là chúng ta sử dụng sáng và tối, là mình tìm chỗ da đầu đó, đừng có để lên tóc nó sẽ bị phí, đúng không? Chúng ta tìm ở dưới gốc của nó, và đó là mình mà xa, mình xấy vào những cái chỗ đó, hay mình xấy vào những chỗ đó, thì đó là cái mà nó kích thích cái serum, là kích thích cho cái nang lông và cho da đầu, để giúp cho cái sự tăng trưởng của những tóc mới nó sẽ phát triển, nó mọc tốt hơn nha. Cái thứ hai của cái dầu gội và xả là giữ cho cái tóc mình nó được nhiều hơn và làm cho nó khỏe mạnh hơn, và với phối hợp với sự kích thích kia thì nó sẽ làm cho cái tóc mình nó sẽ cái tóc chết này nó sẽ giảm lại cái độ rụng và cái độ mọc nó sẽ ra, thì giảm độ rụng và tăng cái độ mọc thì tự nhiên tóc mình nó sẽ ra nhiều hơn. Ok, cảm ơn chị Thủy Trinh rất là nhiều. Hôm nay thì thời gian chúng ta cũng đã hết. Anh chỉ muốn các anh chị chú ý này, chúng ta phải hiểu về cái vấn đề này ở một cách nhìn rất là khoa học, chứ chúng ta không có nào thử lung tung được. Tại vì cái tỷ lệ mọc và tỷ lệ rụng tóc của mình chỉ có mọc và rụng thôi, chứ không có chữa gì được đúng không ạ? Ví dụ sức khỏe không có thì tóc nó sẽ rụng mau và mọc không có đều, không có kịp thì sẽ thưa. Nên là cái giải pháp đó là làm sao những cái tóc mình đang có nó mạnh khỏe hơn, và cái tóc chưa có nó sẽ mọc nhanh hơn, bằng cách là mình có dinh dưỡng tốt cho trong cơ thể của mình, dinh dưỡng tốt cho da và tóc, và đồng thời đó là mình sử dụng những cái bộ sản phẩm rất là phù hợp. Có người hỏi là mỗi ngày tắm có sao không? Anh không nghĩ rằng là mỗi ngày bình thường đó, mỗi ngày tắm phụ nữ đi, mỗi ngày tắm không thành vấn đề. Cái vấn đề của các chị là mình uốn để mình sấy, là mình làm đủ thứ thì mới ảnh hưởng tới tóc thôi, chứ làm ơn tắm thường xuyên chút cũng tốt. Gội đầu bình thường chỉ là chị gọi sáng chiều 2 lần Yeah. rồi dinh dưỡng. Một cái nữa chị đang nói là mè đen là một cái cực kỳ sẽ rất là tốt phối, tức là dinh dưỡng bên trong thì mè đen là kích thích được cho chị thấy là mè đen, đây là cái khoa học của chị cho biết là phối hợp từ bên trong nữa, tức là uống cái dinh dưỡng chị đang nói là biotin, là một cái gọi là vitamin khoáng chất là mình cần phải có. Còn mè đen thì nó quá rẻ, chúng ta đều có hết, khi chị rắc vô cơm với chị ăn ngày chị một muỗng cà phê mè đen là cực kỳ tốt, bởi vì nó thuộc về thành thần âm dương. Cái này là cổ truyền chút xíu về kiến thức khoa học của chị, nó sẽ giúp nữa, tức là phối hợp và chị sử dụng mè đen thêm, có nghĩa là mè đen sẽ giúp cho tóc mình phát triển ở bên trong, từ bên trong của mình dinh dưỡng cộng với một muỗng mè đen nó đều có trong nhà mà, để trong cơm chúng ta ăn
làm cái muối vừng á. hoặc là nấu chè, hoặc là nấu chè, À, đâu trời. và là mới bỏ bớt Nhưng mà đường. thực sự đó là cái phối hợp cho một số người, phối hợp với mài đen cực kỳ tốt nha. Chúng ta rang mài đen, chúng ta rắc trong cơm, chứ không phải là chúng ta chế biến mài đen gì đó, một muỗng mài đen, và hay chỉ làm sữa mài đen, và chúng ta làm sữa mài đen chúng ta uống. Cảm ơn khoa học gia thì rất là nhiều. Với cái thời gian chúng ta bây giờ đã hết thì chỉ tóm còn lại, thứ nhất là muốn cảm ơn chị đã chia sẻ những cái thông tin cho mọi người hiểu về tóc, những cái lý do chúng ta tại sao chúng ta bị rụng tóc và những cái hậu quả của nó, đồng thời chia sẻ một số cái kiến thức để chúng ta biết cách để mà giúp cho mình có một cái tóc, mái tóc mạnh khỏe và dày dặn hơn. Thì những anh chị em nào có cái nhu cầu, dĩ nhiên là mỗi thị trường giá cả thì các anh chị liên lạc với người giới thiệu, họ sẽ nói cho các anh chị biết giá cả như thế nào. Anh biết rằng cái bộ sản phẩm này giá rẻ hơn là cái bộ sản phẩm chị Thủy Tinh đã từng trải nghiệm mà không có kết Chính quả kinh xác, rẻ hơn. Thứ nhất là các anh chị hãy liên lạc với người nào đã giới thiệu cho các anh chị vào nghe buổi hôm nay để được hướng dẫn. Thứ nhất là các anh chị có thể mua sản phẩm, được hướng dẫn mua sản phẩm với gọi là giá sỉ, đó là cái cách, và hãy trải nghiệm và mong rằng là các anh chị sẽ có một cái mái tóc rất là đầy đặn đẹp đẽ và giúp các anh chị có cái sức khỏe và sự tự tin để ra ngoài với xã hội. Và hôm nay một lần nữa cảm ơn khoa học gia Thủy Tinh rất là nhiều, và hẹn gặp chị và hẹn gặp mọi người trong những cái chương trình chia sẻ về sức khỏe trong thời gian tới. Một lần nữa cảm ơn Chào chị, và cảm ơn cả nhà. chị Rất là hân hạnh được chia sẻ cùng các nhà. Bye em. rồi, mai chị, cảm ơn chị.